Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền free online. Dự án hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn là dự án Deluxe Protocol có ký hiệu là DLP, và dự án này sẽ phát khoảng 800 cộng với 100 DLP trên một rep. Như dự án này sẽ chatbot ở trên Telegram các bạn nhé. Vì dự án này thì cũng thấy roadmap, cũng thấy có website các thứ khá là đầy đủ nha mọi người. Đây là cái website của họ, mình cũng đã check qua. Dự kiến là lead pancake swap, bakery swap. Thì đây là cái thông tin của nó, và cũng đã check ở trên roadmap các thứ cũng khá là đầy đủ. Thì chúng ta sẽ chatbot để nhận cái token này nhé. Các bạn ấn vào start, sau đấy ấn join iDrop thì nó sẽ có một số nhiệm vụ là các bạn join hai cái group đầu tiên của nó là trên channel Telegram. Thứ hai là các bạn sẽ theo dõi Twitter. Eo, sai. Sai, em sai rồi, em sai rồi. Nếu các bạn chatbot ở trên web thì các bạn ấn vào là nó hiện ra thôi, tại vì mình ở trên Discord cho mình sẽ phải copy dán lên web. Ở đây các bạn like và retweet cho nó một cái nhé. Tiếp theo là các bạn ấn vào submit. Ở đây các bạn ấn don. Ở dưới Twitter thì các bạn vào profile, các bạn copy lấy profile cho mình nhé. Dán vào đây. À, nó bắt theo Medium đó mọi người ạ. Medium thì một số bạn có hỏi là tại sao lại không vào được, tại vì là Medium nó chặn cái VIP của mình. Đấy, nó chặn IP của Việt Nam ấy. Thế cho nên là mọi người sẽ phải tốt nhất là mọi người tải một cái IP về fake IP về nhá. Cái này nó cũng đang chặn đây này. Mình sẽ theo sau các bạn nhé. Các bạn ấn join sau là dán tên của mình vào thôi là được. Rồi, cuối cùng là các bạn sẽ điền ví BEP20, tức là ví Binance Smart Chain các bạn nhé. Cái ví này bạn nào mà chưa có thì các bạn nhớ lên mạng search cho mình và search hướng dẫn đăng ký và đăng ký add mạng cho mình nhé. Tại vì một số bạn, rất là nhiều bạn có hỏi là tại sao em không add được mạng BSC. Thì tốt nhất là các bạn cứ lên mạng search nha, tại vì là ở trên mạng cái gì nó cũng có hết đấy, thì nó có hướng dẫn hết rồi. Các bạn mà không biết cái gì thì các bạn lên mạng search nha cho mình nha. Cách đăng ký Telegram, cách đăng ký Twitter, cách đăng ký ví MetaMask, sau đấy cách đăng ký, cách add mạng Binance Smart Chain BSC hoặc là BEP20 vào ví MetaMask thì là nó ra hết. Các bạn cứ thế mà làm theo thôi. Cần gì đâu mà cứ phải hỏi cho nó mệt đấy nhỉ. Ngày trước mình mới tham gia những cái dự án kiếm tiền kiếm coin free này, mình cũng thế ấy. Cũng không biết luôn, nhưng mà mình toàn lên mạng mình search đấy mọi người ạ. Mình họa khi mà mình đi hỏi những người khác, tại vì là họ cũng rất là bận đấy. Như mình cũng thế, mình bận lắm. Lúc thì đi làm về thì hết hơi, làm video hướng dẫn cho mọi người rồi bao nhiêu người hỏi trả lời hết hơi lắm mọi người ơi. Chứ không phải là đơn giản cứ ngồi canh các bạn hỏi để trả lời đâu, không phải. Người ta còn phải làm những cái việc khác, những cái dành riêng cho những cái cá nhân của mình nữa. Chứ không phải là người ta ngồi hoài đấy để chờ các bạn hỏi để trả lời đâu. Nó rất là mệt. Cho nên một số bạn sẽ phải gọi là gì nhỉ? Tự mình đi tìm hiểu nhá, tự mình tìm hiểu và tự mình cho ra những cái câu trả lời thì mình sẽ nghĩ nó là sẽ tốt hơn là các bạn đi hỏi và người ta sẽ trả lời, tại vì là nếu mà họ làm như thế thì nó sẽ rất mất thời gian cho cả hai luôn. Thì các bạn cứ lên search ra người ta video, người ta hướng dẫn sẵn rồi, cho người ta một like, một đăng ký thôi cũng được. Đấy, coi như là động viên người ta để cho người ta có động lực để người ta làm cho mình. Đấy, chứ không xem xong rồi lại xem được mình làm được việc rồi cũng không like, không đăng ký, cũng không gì cảm ơn người ta, phải không? Đấy, cho nên là có đi có lại mà. Thôi thì mình sẽ để ở video, để link cũng như là ở bên dưới video cho mọi người nhé, tham gia cái dự án chatbot này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.